Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Ở cuối tập trước, sau khi vây được đám người thứ thương khung vào trong thiên phú thần thông của mình, thì tên đầu lĩnh của thiên nhãn tộc kia liền cười đắc ý nói. Ha ha ha, vô dụng thôi, trong thiên mộng kết giới của tộc ta, các ngươi căn bản không thể thoát ra được. Từng tiếng cười to âm lãnh vang lên bốn phía, căn bản không biết từ chỗ nào truyền đến. Cùng lúc đó, đám người cổ lực ma cảm giác được não hải mê mang, giống như là muốn lâm vào trong vực sâu vô tận. Thật sao? Thiên mộng kết giới, thật sự đáng sợ như vậy sao? Đột nhiên, trong hư không, một tiếng cười giễu cợt vang lên là tần trần trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một bộ áo giáp đen kịch là hạo thiên thần giáp cùng lúc đó hai tay của hắn xuất hiện mỗi cái giới chỉ tay trái là chiến linh thần giới tay phải là sát sát kiếm giới sát khí và chiến khí nồng đậm lan tràn trên người tần trần một trái một phải oanh kích về phía trước sát khí kinh khủng cùng chiến khí xé rách vô tận hắc ám đám người thứ thiên khung nhìn thấy trước mắt bị quang mang trái mắt tràn ngập sau một khắc hắc ám trước mắt bỗng nhiên nổ tung khôi phục ánh sáng cái gì không thể nào trong thiên địa truyền đến âm thanh hoảng sợ của cao thủ thiên nhãn tộc tộc trưởng thiên nhãn tộc cầm đồ thần sắc kinh sợ hoảng sợ nhìn từng trần sắc mặt tái nhật mà những tôn giả thiên nhãn tộc khác cũng đều hoảng sợ nhìn từng trần bởi vì thiên mộng kết giới phá toái làm cho khí tức của từng người trở nên phù phiếm trong mắt bổn tọa không gì là không thể từng trần đột nhiên ra tay chụp vào cao thủ thiên nhãn tộc ánh mắt người này mang theo vẻ hoảng sợ vội vàng muốn lùi lại nhưng trong thiên địa một luồng không gian chi lực đáng sợ trói buộc hắn giam cầm hắn ở trong hư không hắn hoảng sợ mở miệng nhưng mà hắn còn chưa nói xong Ách một tiếng đã im bặt mà dừng. Tại thời khắc này, hắn đã bị tần trần kẹp ở cổ, cả người bị tần trần cao cao nhất lên, như là mang theo một con gà nhỏ. Tốc độ của tần trần quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy tần trần đột nhiên xuất thủ, sau đó thủ lĩnh thiên nhãn tộc đã bị tần trần sách ở trong hư không. Dừng tay. Nhìn thấy thủ lĩnh gặp nạn, cao thủ thiên nhãn tộc ở đây kinh hãi, trong nháy mắt mấy cao thủ đồng loạt đánh tới. Những cao thủ này đều tế ra bảo binh của mình, chém về phía tần trần. Trong thiên địa vô tận quang mang tỏa ra, bao phủ lại tần trần, đồng thời trong một đôi mắt của những cao thủ thiên nhãn tộc này đều phát ra quang mang quỷ dị những quang mang này hóa thành công kích linh hồn đáng sợ nhanh chóng bắn về phía tầng trần đây là thần thông thiên phú của thiên nhãn tộc vô tận hồn quang hóa thành từng thanh binh khí như đao như kiếm như thương nổ bắn về phía tầng trần phá cho ta thủ lĩnh thiên nhãn tộc bị tầng trần sát giữa không trung cũng kinh hãi hắn nổi giận gầm lên một tiếng mấy trăm con mắt trên mặt cùng nhau mở ra từng đạo quang mang trái mắt bắn về phía tầng trần nổ bắn đến ánh sáng linh hồn vô tận giống như lưỡi dao sắc bén dồn dập chui vào trong thân thể từng trần cao thủ thiên nhãn tộc nhìn thấy cảnh này nhào nhào đại hỉ trong ánh mắt toát ra ý âm lãnh đây là sát chiêu đỉnh cấp của thiên nhãn tộc bọn họ bị linh hồn nhiều người như vậy công kích trúng cho dù là cao thủ đỉnh phong cũng phải trong nháy mắt mất đi ý chí đó là thời điểm bọn họ phản kích thế nhưng ngay khi những người này nhào tới trước mặt từng trần trong nháy mắt sắp đánh trúng từng trần khóe miệng từng trần đột nhiên nhếch lên phát họa lên một nụ cười lạnh công kích linh hồn của thiên nhãn tộc chỉ đến vậy mà thôi hắn cười lạnh trong tròng mắt tỏa ra hàng quang cùng lúc đó chiến linh thần giới ở tay trái biến thành chiến khí đột nhiên thiêu đốt hóa thành chiến viêm khủng bố nhào lên trời trong nháy mắt bao phủ lấy những cao thủ thiên nhãn tộc này chiến viêm ẩn chứa công kích linh hồn khủng bố ngay cả thứ thương khung tiếp cận nhân tôn đỉnh phong như vậy cũng không dễ dàng ngăn cản những cao thủ thiên nhãn tộc này làm sao có thể ngăn cản từng người nhao nhao kêu thảm thống khổ ngã xuống đất đồng thời thiên nhãn tộc lấy tu luyện bí pháp linh hồn mà sống mà công kích linh hồn ẩn chứa trong chiến viêm này lại càng nhằm vào cao thủ của thiên nhãn tộc làm cho linh hồn của từng người đều truyền ra đau đớn kịch liệt chết đi từng trần quát khẽ những xác xác bên tay phải hóa thành sát khí kiếm ý đầy trời lập tức xuyên thủng mấy cao thủ tôn giả thiên nhãn tộc chém chết tại chỗ phập một tiếng những tôn giả thiên nhãn tộc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tất cả bọn họ đều đã bị từng trần xuyên thủng trong hư không tăng nguyên đều bắt đầu tan vỡ biến hóa đột ngột này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người thiên nhãn tộc thủ lĩnh bị từng trần kẹp cổ sắc mặt càng trắng bệch thân thể run rẩy không có khả năng hắn hoảng sợ nói trong cùng cấp bậc không ai có thể ngăn cản được bí pháp linh hồn công kích của thiên nhãn tộc bọn họ cao thủ nhân tôn đỉnh phong cũng vậy đây cũng là chỗ dựa của bọn họ mặc dù là đối mặt cao thủ nhân tôn đỉnh phong bọn họ cũng không sợ bọn họ có được bí pháp linh hồn hoàn toàn có đầy đủ năng lực đào tẩu nhưng trước đó mấy đại cao thủ bí pháp linh hồn đồng loạt xuất kích rõ ràng đánh trúng từng trần nhưng người này lại không có chút phản ứng nào điều này sao có thể chẳng lẽ người này là cao thủ địa tôn không đúng khí tức trên thân người này căn bản không phải địa tôn chẳng lẽ là ánh mắt thủ lĩnh thiên nhãn tộc bổn nhiên rơi vào hạo thiên thần giáp trên người từng trần là bộ áo giáp này tuyệt đối là như vậy là bộ áo giáp này chặn lại bí pháp linh hồn của bọn họ trước đó nếu không căn bản không thể giải thích ngươi ngươi nếu có can đảm đối địch với thiên nhãn tộc ta thiên nhãn tộc ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ chiến trường vạn tộc sẽ không có chỗ đứng cho ngươi lúc này thủ lĩnh thiên nhãn tộc nói chuyện đều run rẩy hắn là bị hù dọa đến vỡ mật da đồ tê dại cưỡng ép uy hiếp từng trần chỉ bình thản nhìn hắn một cái nhàn nhã tự tại nói dám đối đầu với thiên nhãn tộc thiên nhãn tộc ngươi bất quá chỉ là một chủng tộc tôn đẳng trong vũ trụ mà thôi còn chưa có tư cách đối địch với ta lại nói coi như là đối địch với thiên nhãn tộc của ngươi thì sao nếu thiên nhãn tộc ngươi dám tìm bổn tọa gây sự bổn tọa liền sang bằng thiên nhãn tộc của ngươi để cho bên trong vạn tộc này lại bớt đi một chủng tộc thủ lĩnh thiên nhãn tộc bị dọa đến hồn phi phách tán nhưng hắn còn chưa nói hết phốc một tiếng năm ngón tay từng trần thu lại ngàn vạn chiến viêm cùng sát khí kiếm ý phút chốc đâm vào trong cơ thể hắn đốt hắn thành hư vô quét dọn chiến trường một chút chúng ta lập tức xuất phát đừng lưu lại bất kỳ dấu vết gì từng trần hờ hững nói với thứ thiên khung vâng đại nhân thứ thiên khung nơm nớp là sợ nói một câu hoảng sợ nhìn từng trần đây chính là một đám cao thủ thiên nhãn tộc a vậy mà bị đại nhân trong nháy mắt liền chém giết tại đây quả thực quá mức kinh khủng người biết cái gì nên nói cái gì không nên nói chứ từng trần lại lạnh nhạt nhìn lão giả luồn một cái lão giả luồn chỉ cảm thấy tê cả da đầu cả người mồ hôi lạnh dưới ánh mắt của từng trần thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất đại đại nhân tại hạ ở chợ đây này hơn 10 vạn năm biết đạo lý thủ khẩu như bình nếu không đã sớm bị người giết rồi tại hạ thề nếu dám tiết lộ hết thảy sẽ bị lôi kiếp giết tại chỗ hồn phi phách tán trọn đời không thể siêu sinh lão giả vô cùng hoảng sợ nói chuyện run rẩy chỉ thiếu chút nữa là dập đầu cầu xin tha thứ không cần như vậy chỉ cần ngươi không chủ động tiết lộ là được từng trần khẽ cười một tiếng hiện tại hắn đại diện cho trùng tộc cho dù thiên nhãn tộc biết được tin tức cũng có thể tìm trùng tộc và ma tộc gây phiền toái coi như là cống hiến cho liên minh nhân tộc trên người từng trần lóe lên một luồng sáng hạo thiên thần giáp lập tức chìm vào trong thân thể của hắn hạo thiên thần giáp này thật đúng là mạnh từng trần thắng phục trước đó nếu không phải hạo thiên thần giáp này muốn chém giết mấy tên gia hỏa thiên nhãn tộc kia hắn chỉ sợ phải thi triển toàn bộ thủ đoạn bao gồm cả thủ đoạn bản nguyên thời gian mới có thể lưu lại đối phương sau đó chém giết nhưng hiện tại sau khi lấy được hạo thiên thần giáp chiến linh thần giới thì những chuyện này lập tức trở nên nhẹ nhõm hẳn một chuyến đi u minh tinh hà để thực lực của từng trần tăng lên tối thiểu không chỉ gấp 10 lần thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng nhiều hơn rất nhiều một lát sau khi mấy người thứ thiên khung thanh lý xong chiến trường đám người từng trần lập tức lao về phía chợ đen dọc theo đường đi đám người từng trần không gặp thêm phiền phức nào nữa bình yên về tới chợ đen từng trần vừa vào chợ đen đã phát hiện chợ đen này náo nhiệt hơn so với lần trước bọn họ đến đây rất nhiều sao trong chợ đen này lại nhiều người như vậy từng trần nghi hoặc trong ánh mắt lão giả lùng cũng toát ra một tia nghi hoặc hắn nhíu mày nói đại nhân bình thường trong chợ đen xuất hiện nhiều cao thủ như vậy chỉ có một khả năng đó chính là trước đó đến tham gia hội giao dịch bất quá lần này người tới tham gia giao dịch hội tự hồ nhiều hơn rất nhiều loại giao dịch hội cỡ lớn này Cách mỗi 3 năm trong chợ đen sẽ tổ chức một lần, dưới tình huống bình thường, người tới đây đều là cố định, rất nhiều thế lực đều phái cao thủ đến đây. Trong tình huống bình thường, sẽ lưu lại một điểm dừng ở đây, mỗi lần hội giao dịch liền để người cố định tập hợp công huân lại, ở đây tiến hành giao dịch, nhưng lần này người cũng không khỏi quá nhiều, chẳng lẽ là có trọng bảo nào đó xuất hiện trên hội giao dịch. Lão giả lùng cũng có chút hồ nghi, trước khi hắn tiến vào U Minh Tinh Hà, hình như cũng không nghe nói nơi này có trọng bảo gì xuất hiện. Nhưng trước mắt nhiều người như vậy, đích xác so với đại hội giao dịch 3 năm một lần bình thường số người nhiều hơn ít nhất mấy lần, cái này cũng không bình thường ngay lúc bọn tần trần đang nghi hoặc đột nhiên trên đường phố một cổ khí tức đáng sợ truyền đến liền thấy cách đó không xa một người đàn ông trung niên toàn thân tản ra khí tức đáng sợ lạnh lùng đi tới nam tử trung niên này cao ba trượng giống như người khổng lồ bên cạnh hắn còn có mấy vị cao thủ những người này toàn thân quanh quẩn khí tức hung sát cho người ta một loại cảm giác áp bách vô tận trên đường phố tất cả những người bị bọn họ cận thân lúc bọn họ đi ngang qua đều hoảng sợ nhau nhau lui lại trong ánh mắt toát ra vẻ khẩn trương là sát nhiên địa tôn của sát thiên tộc sao hắn lại tự mình đến chợ đen rất nhiều người trên đường phố nhìn thấy người này đều hít vào hơi lạnh nhào nhào kinh hô xác thiên tộc địa tôn cao thủ từng trần nhìn qua phía đối phương ánh mắt ngưng trọng địa tôn chính là tồn tại vượt qua nhân tôn cho dù là trong các đại thế lực đỉnh cấp đều không phải bình thường chính là nhân vật cao tầng chân chính nếu đặt ở trên chiến trường vạn tộc đó chắc chắn là người cầm quyền của toàn bộ đại quân từng trần nhìn về phía đối phương chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể đối phương cuồn cuộn chen chúc đến có một loại ảo giác thân thể đều muốn vỡ vụn ra từng trần vội vàng vận chuyển bí pháp vô danh kia lập tức lực lượng ghen chấn động loại cảm giác này mới lặng yên tiêu tán trong sát na này thiên tộc địa tôn tự hồ cảm giác được cái gì quay đầu nhìn lại ánh mắt bén nhọn như là thần nhận giống như có thể nhìn thấu hết thể che đậy tại phương vị này của từng trần đảo qua lập tức tất cả cao thủ của khu vực này đều giống như là mèo bị dọa sợ lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên thân thể cứng ngắc phản phất bị thiên địch nhìn chằm chằm động một chút cũng không dám đại nhân làm sao vậy mấy cao thủ bên cạnh địa tôn chớp mắt thấy vậy tiến lên nghi ngờ nói không có việc gì có thể là ảo giác đi trước tiên đến nơi đóng quân của sát thiên tộc ta trong nháy mắt tôn tôn thản nhiên nói dời ánh mắt đi đoàn người dần dần đi xa mãi đến tận sau khi đám người địa tôn hoàn toàn biến mất đám người từng trần ở khu vực này mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm thân thể cứng ngắc mới buông lỏng xuống đây chính là cao thủ địa tôn sao từng trần cũng hiếp mắt mạnh xác thực rất mạnh cảm giác áp bách đối phương cho hắn so với đám cao thủ đỉnh phong như giác sơn tôn giả hay hidala cường đại đâu chỉ gấp 10, gấp trăm lần đây quả thực là một loại lột xác trên cấp độ sinh mệnh từng trần hít sâu một hơi sự chênh lệch này so với nhân tôn đỉnh phong đúng là phải hơn 10 vạn tám ngàn dặm nếu như nói hiện tại từng trần đối mặt với đám người hidala jackson tôn giả có thể không sợ chút nào thậm chí một mình giao chiến hắn cũng có hy vọng nhất định đánh bại bọn họ thậm chí có thể chém giết nhưng nếu đối mặt với địa tôn hắn tuyệt đối không có năng lực đối kháng về phần có thể chạy thoát hay không từng trần cũng khó nói dù sao hiện tại trên người hắn bảo vật cũng không ít chưa hẳn không có lực chạy trốn sát thiên tộc là chủng tộc tuyến hai trong vũ trụ, mạnh hơn nhiều so với ma thiên quỷ tộc, không ngờ cao thủ địa tôn trong sát thiên tộc vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Thứ Thiên khung nhíu mày nói. Nhân vật như vậy, đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại nhân vật, bình thường không thể dễ dàng nhìn thấy. Trọng bảo. Lão giả luôn đột nhiên nói một câu, mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Đại nhân, nhân vật như vậy bình thường xuất hiện ở đây, như vậy nói rõ, trên hội giao dịch lần này tuyệt đối có trọng bảo xuất hiện. Lão giả luôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Trọng bảo ánh mắt đám người từng từng ngưng lại. Đúng vậy, lấy kinh nghiệm hơn 10 vạn năm ở chợ đen, nơi này tất nhiên có trọng bảo tồn tại, hơn nữa có thể hấp dẫn cao thủ địa tôn, tất nhiên không phải cùng một loại bảo vật, bất quá cụ thể là cái gì, thuộc hạ còn cần đi điều tra và giải thích một phen mới có thể biết được. Lão giả luôn khẳng định nói. Hơn nữa, nếu như trong nháy mắt địa tôn xuất hiện ở đây, như vậy, phụ cận nơi này cao thủ đỉnh cấp của các thế lực khác, nói không chừng cũng sẽ đến, lần này chợ đen sẽ gió nổi mây phun, lão giả luôn giải thích. Cổ Lực Ma nghe vậy thì hưng phấn kích động nói, Nói vậy, vận khí của chúng ta tốt như vậy, lần đầu tiên tới chợ đen, thế mà có thể nhìn thấy trọng bảo. Đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Thứ Thiên Khung nói, cũng nổi hứng thú. Trước tiên đi tìm khách sạn đi. Chỉ là bọn Tần Trần không ngờ tới chính là, bọn họ liên tiếp đi mấy nhà khách sạn, thế mà đều không có phòng. Lần này chợ đen thật sự quá náo nhiệt. Mắt thấy sắc trời dần tối, lão giả luôn nói, mấy vị đại nhân nếu không chê, có thể ở tại chỗ ở của tại hạ, bất quá chỗ ở của tại hạ. Hôm nay Tần Trần cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm, lúc này đi tới chỗ ở của lão giả luồn không thể không nói chỗ ở của lão giả luồn hết sức đơn sơ ở một góc hẻo lánh của chợ đen hơn nữa hắn chỉ là thuê một tòa đại viện này cũng may không gian thiên phòng này coi như tạm được mấy người từng trần bọn họ hoàn toàn có thể đợi được sau khi dàn xếp tốt đám người tần trần lão giả luồn lập tức đi ra ngoài tìm hiểu tin tức ước chừng mấy canh giờ sau sau khi sắc trời hoàn toàn tối xuống lão giả luồn rốt cuộc trở về thân sắc vội vàng đại nhân quả nhiên đúng như ta dự đoán lần này trên hội giao dịch sẽ có thứ tốt xuất hiện lão giả luồn vừa về đến liền kích động nói đồ tốt gì vậy cổ lực ma đứng bật dậy vội vàng nói cụ thể còn không biết nhưng ta nhận được một tin tức lần này giao dịch hội kết thúc sẽ có hội đấu giá chợ đen đến lúc đó sẽ có mấy món trọng bảo tiến hành bán đấu giá tin tức này là gần một năm trước chợ đen mới tuyên bố ra lúc đó vừa vặn chúng ta đều ở u minh tinh hà cho nên tại hạ cũng là hiện tại mới nhận được tin tức đấu giá cũng không phải là chợ đen trực tiếp cử hành giao dịch hơn nữa cũng không phải là một ngày mà là trong mấy ngày nào đó bất cứ thế lực nào trên người có đồ tốt có thể lựa chọn đến chợ giao dịch tiến hành tập trung bán Ngoài ra, sau khi chợ đen đạt được một ít trọng bảo, sẽ cử hành một hồi đấu giá hội cỡ lớn. Bảo vật trên đấu giá hội này bình thường sẽ không nhiều, nhưng cho dù là bảo vật kém cỏi nhất cũng giá trị kinh người. Bởi vậy đấu giá hội thường mấy trăm năm mới cử hành một lần, thậm chí dài hơn. Lần này sở dĩ có thể dẫn tới nhiều người như vậy tham gia, chính là vì đại hội giao dịch lần này sẽ cử hành một trận đấu giá. Lão giả luôn kích động nói. Vậy ngươi không biết rốt cuộc có bảo vật gì? Cổ lực ma đạo hỏi. Lão giả luôn cười khổ lắc đầu. Không phải ngươi ở chợ đen này mười mấy vạn năm rồi, sao một chút tin tức này cũng không biết cổ lực ma mặt không nói gì chỉ có chút tin tức này ngay cả bảo vật cũng không biết thần sắc lão giả lùng có chút xấu hổ nói mấy vị đại nhân bởi tin tức này là chợ đen cách đây không lâu mới thả ra hơn nữa chợ đen cũng không nói rốt cuộc là bảo vật gì cho nên được rồi dù sao còn có mấy ngày nữa mới tới giao dịch hội không vội từng trần từ tốn nói huống chi bảo vật trên loại giao dịch hội này có thể hấp dẫn cao thủ địa tôn các ngươi cảm thấy chúng ta có tư cách mua được sao trước tiên nghỉ ngơi một chút mấy ngày trước đi đến chợ giao dịch nhìn xem trước tiên các ngươi cần một ít đồ vật để mua lại tần trần lắc đầu nói mấy ngày kế tiếp bọn tần trần vừa tìm khách sạn vừa bắt đầu chỉnh lý lại mình muốn mua gì đặc biệt là thứ thương khung ôm toàn bộ công huân của bộ tộc bọn họ chính là vì mua được một ít thứ có thể làm cho bộ tộc bọn họ tăng lên hơn nữa bọn tần trần còn câu được rất nhiều thần quan ngư những thần quan ngư này có giá trị phi phàm tần trần sẽ không dễ dàng mang ra giao dịch nhưng nhiều thần quan ngư như vậy ngược lại có thể bán đi một ít đương nhiên tiền đề là có thứ tốt để mình thỏa mãn hội giao dịch nằm ở khu vực hạch tâm chợ đen vô cùng rộng lớn mỗi một lần hội giao dịch cỡ lớn bắt đầu đều sẽ có vô số người chen chúc đến ở đây tiến hành bày quầy bán cũng có một vài quầy hàng cố định đều là do một số thế lực lớn bao lại đương nhiên nếu như ngươi có đồ vật gì bán ra cũng có thể giao nộp một ít phí tổn tự mình bao một cái quầy hàng sau đó tiến hành bán ra nếu bảo vật của ngươi là trân phẩm hy thế thì có thể đi giám bảo các ở chợ đen giao dịch hội giám định một khi đích xác là trọng bảo chợ đen có thể giúp ngươi tiến hành đấu giá hội cuối cùng mà chợ đen chỉ cần thu một ít phí thủ tục mà thôi sau khi biết được lần này có giao dịch hội, rất nhiều cao thủ đều đem mình mấy trăm năm qua đi, chính mình lại không dùng được bảo vật, lấy ra giám định, chỉ tiếc, thật sự có thể được chợ đen coi trọng bảo vật lại cực kỳ thư thớt. Vài ngày sau, giao dịch hội bắt đầu, đám người từng từng trước tiên đã đi tới giao dịch hội. Toàn bộ giao dịch hội, thật sự là người người tấp nập. Từng từng cũng đi theo đám người, không ngừng tra xét. Không thể không nói, nơi này vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng có người, trên từng quầy hàng đều bày biển rất nhiều bảo vật, để từng từng nhìn thấy hoa cả mắt, trong đó có rất nhiều bảo vật, từng từng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.